Em Chánh xin kính chào quý khán giả của kênh tư vấn giám sát xây dựng Tender Home Group. Thì ngày hôm nay em có đi thực tế một công trình nha. Thì như quý khán giả thấy ở vị trí cái tay em chỉ đây là tường á. Tường nó đã bị răng nứt rồi, cái lớp sơn nè, lớp sơn, lớp bột nó đã bị răng nứt như thế này rồi. Đó, lâu năm. Rồi, thì cái khu vực tường bên đây á, thì đang xử lý lại là kết hợp cắt và sủi sâu vào những cái vị trí đường nứt đó và sử dụng cái bột để phá lại. Thì ở đây đó thì đang sử dụng là đồng bộ nha, sơn đu lắc, bột đu lắc để xử lý cho những cái vết nứt như thế này. Đó, đây là những cái đường nứt hằn nè, thì sủi và cắt ra và xử lý bằng bột, bột két á, nè rất là nặng luôn. Đó, nó rất là nhiều nha. Cái này nguyên nhân chính á, một phần á là do bột và cái chất lượng sơn nó kém. Cái thứ hai á, là một phần nữa là do cái vữa trát của chúng ta nữa. Lúc đó khi trát là không có công tác bảo dưỡng hoặc là kiểm soát kỹ cái phần này. Rồi kết hợp với cái bột và cái sơn, chất lượng nó không được tốt á. Rồi qua cái thời gian lâu ngày thì nó sẽ bị nứt, hình thành nứt như thế này. Thì bây giờ chỉ còn cái biện pháp là cắt sâu vào, sủi và cắt sâu vào, rồi sử dụng cái bột trát loại tốt nhất và cái sơn co giãn tốt nhất để xử lý những cái này thôi. Đó, thì hầu như cái khu vực này đó, khu vực này thì nhà nào nó cũng bị hết á. Đó, thì ăn thua là cái cách của mình xử lý thật là tốt với những cái vật liệu tốt thôi, để hạn chế cái tình trạng nứt như thế này và tăng cái tuổi thọ cho cái bề mặt tường này. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.